Em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa của em An anh chị nhá. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 2, Dĩ An rất là nắng anh chị ạ. Thời điểm này khu vực miền Nam đang bước vào một giai đoạn rất là nắng và rát anh chị ạ. Hôm nay thì em An sẽ tổng hợp cho chị những cái mẫu xe từ trên 200 đến 400 hơn một chút để cho chị lựa chọn, cũng như là điểm nhanh cho chị những chiếc xe đang có sẵn tại cửa hàng nhà em An trong ngày hôm nay. Xe về và đi rất là nhanh, đâm ra là hôm nay thì em An cũng không còn nhiều xe. Một số mẫu xe nằm lâu lâu thì anh chị nào mình quan tâm thì em An sẽ để giá tốt nhất cho chị anh chị nhâm. Rồi, Toyota Vios phiên bản E số sàn sản xuất và lăn bánh năm 2016. Chiếc này thì đẹp, không dịch vụ, không taxi, không ăn đục, chất xe rất mới luôn. Xe chưa có đồ chơi gì cả, 308 triệu đồng với chị số sàn bản E. Đấy, và lưu ý thêm là tất cả xe em An bán ra thì sẽ có cam kết chất lượng tuyệt đối bằng văn bản, và chị có thể là lên nhà em An kiểm tra xe thoải mái, giá thì còn thương lượng anh chị nhâm. Anh chị quan tâm thì cứ lên xem xe trực tiếp, em An có giá thương lượng cho chị. Và với một chiếc xe đi ít, chất lượng đẹp thì anh chị nhìn vào những chi tiết này. Chiếc này thì anh chị về sẽ có điều kiện lên một cái màn hình và bọc cái ghế da là ok, vì là chủ cũ họ cũng không có nhu cầu, đâm ra là đồ chơi không có gì. Đấy, mua nhiều chiếc xe mà anh chị mua được những xe mà chủ cũ họ lên đồ chơi đầy đủ rồi thì nó cũng là lợi thế. Nhưng về xe cũ thì quan trọng nhất vẫn là chất lượng thôi, còn đồ chơi thì nếu mà chúng ta lên cũng được và không lên thì cũng được. Đấy, có điều kiện để chị lên. Quan trọng nhất là chất lượng xe thôi chị nhá. 308 triệu đồng. Mẹc C này thì em An mới nhận cọc rồi, C180. Đấy. Soluto này cũng đang giảm này, xe này làm trước Tết em An sẽ giảm sâu hết. 2021 số sàn em này hiện tại nhà em An đang có mức giá cho chị là 329, em An đang để cho chị 319 triệu thôi. 319 và em An vẫn bớt thêm nhá. Quan trọng nhất là anh chị ưng và thích lên xem xe thực tế. Xe em An bán thì có sao thì nói vậy. Chiếc này đang đi hơn 6 vạn và em An sẽ tương đối ô đô nhá. Xe này sẽ ô đô tương đối rồi chị nhá, vì là hai chủ rồi. Đấy. 1.4 MT bản đủ. Có chiếc này thì anh chị chủ cũ đã độ đèn pha xi nhông rồi. Đấy. Mâm phay sẽ là nguyên bản, có màn hình cam lùi ghế hai màu. Soluto 1.4. Đấy. Và đây thì em An đã có một chiếc Vios này. Vios bản E số sàn 2022 màu đỏ. Xe này thì cuối 21 thì ra mẫu này rồi. Mâm phay chị nhá. Chiếc này của em An là màu đỏ 22 và ô đô hiện tại đang là 38.000. Và bên em đang chào bán cho chị là 418, em An để chị 408 nhá. Chị video hôm nay. Đấy. Nội thất màu đen nguyên bản, màu đen nguyên bản này chị ạ. Màn hình cam lùi. Vios E số sàn Hàn Quốc dân. Những cái dòng này thì chị đi thì rất là thoải mái và yên tâm về chất lượng, nó không bị hư hỏng vặt và tiết kiệm nhiên liệu. Màu đỏ nhiều chứ hỏi em An lắm, nhưng mà đợt này tiết chậm chứ còn Vios số sàn màu đỏ không có nhiều. Ở đây thì em An vẫn còn hai chiếc hạng C như là Mazda 3 hatchback này, màu xanh xám này. Xe đang là 558 20 đi đúng 27.000 nhé. Xe đẹp lắm. Đấy. Form hatchback. Chiếc Elantra này thì em An cũng đang giảm 10 triệu rồi. 499 thôi, còn 499 thôi. 21 1.6 AT. Em An có một chiếc 21 mới về thì lại bán nhanh hơn chiếc này. Chiếc này cũng đi hơn 6 vạn một chủ đồng. 1.6 AT vẫn được trang bị cửa sổ trời và ghế da zin nguyên bản chị ạ. Hạng C thể thao và trẻ trung. Địa chỉ xem xe là ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương, và em An có nhận cáp đổi bù trừ. Anh chị có ví dụ như là cần lên đời xe này hoặc cần bán xe thì em An sẽ tới tận nơi thu mua cho chị. Hai chiếc Wego này thì em An cũng đang có giá tốt cho chị đấy ạ. Chiếc 20 này thì đang đi 8 bạt xịn, nhưng mà chủ xe họ lúc em An mua về của anh em thợ thì họ về hiện tại đang là 63.000. Đã lên ghế da, màn hình rồi, phim cách nhiệt rồi. Anh chị cần biết thêm thông tin thêm từ hình ảnh đến video chi tiết thì cứ inbox em An sẽ gửi cho chị nhá. Chiếc này đang từ 279 em An để chị 270 triệu đồng. Đấy. Số sàn 1.2 đi nhiều hơn. Chiếc này đi 219 mới đi có 44.000 mà giá thì là 268. Để cho chị 260. Giá vẫn đang là bớt nhá. Hạng A sổ nhập. Xe cũng đã lên ghế da, màn hình Android và có cam hành trình đầy đủ cho chị rồi. Đấy. Ok. Kia Morning hiện tại em An đang còn 4 chiếc anh chị nhá. Em An về chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng kia là mới về. Còn hai chiếc này thì em An cũng đã giới thiệu rồi. Chiếc máy chị làm chiếc SI tự động 2017, em này hiện tại thì đang đi hơn 6 vạn. Chủ xe đã line phim lên đèn hết rồi. 288 để 280. Morning X-Line chiếc này thì mẫu mới rồi, thiết kế rất là đẹp nha chị nhá. Khóa đầy đủ thông minh, có cân bằng điện tử, đèn pha, thấu kính, giải LED định vị, form đẹp lắm và chạy ngon. Chiếc này hiện tại em An đang có mức giá cho chị là 379, đi có 7.000 cây thôi chị ạ, mới tinh luôn nhá. Đúng 7.000 km. Đấy. Còn em xe này thì tự động 2020 mới chạy đúng 17.000 thôi.
Em này và tự động bản thiếu chị nhá. Nó sẽ là mâm sắt. Nhưng mà phải trang bị ghế da. Cái này nhà Mana có mức giá là 299 triệu. 299. Đấy. 299 triệu cho chiếc Kia Morning SI tự động 2020. Đấy, ghế da zin. Ra tiếc là cũng chưa có màn hình đồ chơi gì đấy chị nhá. Xe vẫn đang là mộc nhất. Đấy. Đi có 17 ngàn thì xe còn mới lắm chị ạ. À, đúng 17 ngàn. 2020, 299 triệu rồi. Đấy, có một chiếc hạng A tự động rồi. Đấy. Đây, Morning X-Line thì thiết kế phần sau rất là đẹp nhé. Đèn hậu LED luôn. Đấy, Morning SI tự động này thì cũng là đèn hậu LED này. Ở đây, chiếc này thì phải nói là siêu đẹp. Thì em An thì mua ngay chủ này. Và chị đi kỹ lắm. Lên đồ chơi dán ni lông quanh xe luôn. Bảo dưỡng full nhé. Và sơn gì rất là nhiều. Xe đi đúng 38 ngàn. Bản S2019 hôm qua em An mới mua về luôn. Đấy. Dán hết đèn tay cửa này. Ghế sẽ là hai màu điều hòa auto. Bọc trần ni lông sạch sẽ này. Và những chi tiết này đều dán ni lông hết nhé chị ạ. Đều dán ni lông hết. Phải nói là mua xe cũ mà mua được một chiếc xe mà chủ cũ họ đi kỹ ấy, đẹp họ giữ gìn thì cái xe nhìn sướng lắm chị. Đấy. Đèn hậu cũng ốp hết rồi. Ống xả kép ấy chị ạ. Đây là bản S2019. Trên này nhà Mana đang có mức giá là 316 triệu. Đúng 38 ngàn. Sao đồ tặng cái xe cho chị luôn. Một cặp hạng B nhà Mana đây. Accent tự động phiên bản đặc biệt này. Hai chiếc này của Mana thì đều là 21. Đều là 21 thì chị ạ. Bản đặc biệt 21. Màu đỏ này thì hiện tại đang lăn bánh cho chị là... chiếc màu đỏ này thì hiện tại đang lăn bánh là 25 ngàn. Chiếc màu trắng thì đang là 30 nghìn. 21 đây chị nhá. Đồng giá là 468. Đấy. Và đặc biệt sẽ có cửa sổ trời này. Ghế da zin điều hòa auto. Và mâm sẽ là mâm xám chì R16. Tất cả vỏ đeo xe nhỉ. Màu đỏ 468 luôn. Đấy. Đèn hậu LED 4 mắt cảm biến sau cho chiếc Vina Accent này. Phiên bản đặc biệt. Đấy. Màu đỏ, màu trắng này thì cũng là bản đặc biệt. Chiếc này thì hiện tại đều đang chờ rửa dọn chị ạ. Em này hơn 3 vạn. 468 luôn. 468 luôn. Ok. Rồi, đây đi xuống dưới đây em An giới thiệu tiếp xe cho chị. Đấy, xe mới về thì chị cũng chốt từ xa. Bán rất là nhanh anh chị nhá. Outlander này thì cũng mới nhận cọc này. Đấy, Xpander tự động 20 kia mới về thì khách cũng đã dặn sẵn rồi. Ở đây thì đang chờ rửa dọn như là Mazda CX-5 2020 Deluxe này. Đấy, hơn 600 678. Santa Fe 2019 xăng đặc biệt. Trên này thì cũng đang chờ rửa dọn đi hơn 4 vạn. Xe đang có mức giá là 798 triệu đồng. Đấy. Cerato. Cerato này của em An là 21 Luxury chị nhá. Xe đang đi 36 ngàn. Màu xám bạc. Xe này thì anh em cũng đang dọn, đánh bóng rửa dọn đây. 30 mấy ngàn thôi. Xe đẹp 538 triệu. Trên này thì hôm qua mới về thì cũng đã tạm thời nhận khách rồi này. Trên này em An thu mua tận lời này. 2.5 Bre 2020 mới đi 28 ngàn. Ở đây thì em An còn một chiếc Vios bản E số sàn 2019 này. Xe này đang đi hơn 5 vạn xịn. Xe đẹp. Xe này thì sẽ cho anh em bóc ra những cái đề can mà chủ xe họ dán sẽ bóc hết rồi chị nhá. Xe đi 5 vạn và vỏ theo xe. Đây. Những chi tiết này thì bên em sẽ bóc ra hết để về nguyên bản nhá. Đấy. Chiếc này thì hiện tại đang là 368 triệu bản E số sàn 2019. Đấy. Chiếc Elantra này mới về thì cũng đã nhận lời khách rồi. Đấy, đang dọn để cho khách lấy này. Elantra Xpander tự động anh chị hỏi mà em An cũng nhận lời khách mất rồi. Đấy, về cái là khách hàng đã đặt rồi. Bên em thì có số hotline đấy nên là anh chị nào mình đang kiếm xe anh chị cứ alo hoặc nhắn tin kiếm xe gì bên em An sẽ lưu thông tin. Khi mà xe về thì bên em sẽ có bộ phận tư vấn khách hàng thì sẽ alo cho chị anh chị nhâm. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi video của em An. Đấy, ở đây thì còn mẫu nào thì em An cập nhật cho chị thôi. Anh chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì nhấc máy gọi điện cho em An nhé hoặc lên trực tiếp cửa nhà em An. Anh chị ưu ái thì hãy giới thiệu thật nhiều xe để em An tới thu mua cho chị. Cảm ơn chị và giờ này thì xin chào và gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.